Có một người đã tin Chúa bước vào tiệm hớt tóc. Sau khi cắt tóc xong thì ông thợ hớt tóc mới nói là: tôi không tin là Thiên Chúa có thật. Thì người này mới hỏi: tại sao bác lại nói như vậy? Bác thợ hớt tóc mới trả lời: nếu mà Ngài có thật đó thì tại sao vẫn còn chiến tranh, chết chóc, thù hằn, đâm chém lẫn nhau, và người ta phải nhìn thấy những cái sự đau khổ như vậy trên khắp thế giới? Anh chưa vội trả lời bác hớt tóc, sau khi tính tiền xong thì anh mở cửa bước ra bên ngoài, đi tới một khu phố và nhìn thấy một người vô gia cư, tóc tai thì dơ giấy và dài thòn, không được cắt tỉa trong một thời gian dài. Anh mới dẫn cái người vô gia cư đó vào tiệm hớt tóc và nói với bác thợ hớt tóc: cháu nghĩ rằng là ở cái khu phố này hoàn toàn không có tiệm hớt tóc nào cả và không có một thợ hớt tóc nào cả. Thì bác thợ hớt tóc mới nói là: anh nói gì kỳ vậy, tôi mới vừa cắt tóc cho anh trả tiền đi ra, bây giờ anh trở lại anh nói là tại khu phố này không có thợ hớt tóc là sao? Thì anh mới từ tốn trả lời: nếu mà có thợ hớt tóc đó thì tại sao cái người vô gia cư này tóc tai lại dài thòn, dơ giấy, rậm rạp và không được cắt tỉa như vậy? Bác thợ hớt tóc mới trả lời: tại vì anh ta không chịu tới gặp tôi để tôi cắt cho, chứ đâu phải là khu vực này không có thợ hớt tóc. Anh chị em thân mến, người ta nói rằng không có Thiên Chúa vì người ta chứng kiến những cái sự đau khổ trên khắp thế giới hay là tại cái môi trường sống xung quanh. Cái lý do mà loài người phải trải qua những sự đau khổ và chứng kiến đó là vì tội lỗi và người ta từ chối đến với Thiên Chúa. Nếu người ta trở lại thờ phượng Ngài, nhận lấy ơn phước mà Ngài ban, vâng phục điều răn mà Ngài đã ban ra, thì người ta sẽ không phải chịu đau khổ như vậy. Adam và Eva sau khi phạm tội đó thì cái mầm của tội lỗi nó mới đi vào dòng dõi loài người, nó mới đi vào thế gian và làm hư hoại thế gian. Cái quyền quản trị mặt đất này rơi vào tay của Satan, nó bị đánh mất bởi hai ông bà tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva. Cho nên loài người phải trải qua một cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà tạ ơn Thiên Chúa là bởi vì Ngài đã chuẩn bị một giải pháp để giải cứu nhân loại khỏi cái bản án, khỏi cái điều nặng nhọc đó. Bởi vì Ngài là đấng thánh thiện và đầy yêu thương, và Ngài muốn cái điều tốt nhất cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải chứng kiến như vậy. Chỉ cần chúng ta đến với Ngài, tôi trích Kinh Thánh để cho các anh chị biết về ý của Ngài là như thế nào. Giê-hô-va Thiên Chúa phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúng ta thấy đây là câu Kinh Thánh được ghi lại ở sách Jeremy đoạn 29 câu 11. Cái ý của Đức Chúa Trời là muốn cho chúng ta được bình an, muốn cho chúng ta được phước hạnh, chứ không phải là tai họa, để chúng ta có sự hy vọng trong lúc cuối cùng của mình. Kể cả khi hơi thở ở trong cái cơ thể sinh học này chuẩn bị ra đi, cái sự hy vọng chúng ta được ban cho sự sống đời đời, bước vào trời mới đất mới, được bước vào vương triều bình an đó. Đó là ý muốn của đấng tạo hóa, và Ngài đã lập cái chương trình rồi, Ngài thực hiện rồi. Chúng ta chỉ cần nhận lấy mà thôi. Kể cả khi Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời đi lại ở trên mặt đất này, Ngài cũng phán dạy như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Câu này được chép ở sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Chúng ta thấy ý của Gia-vê Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và ý của con của Ngài là Chúa Giê-xu hoàn toàn là phước hạnh và bình an cho chúng ta. Nhưng mà bởi vì chúng ta từ chối sự thực hữu của đấng tạo hóa, chúng ta từ chối sự tể trị của Ngài, chúng ta bác bỏ luật pháp của Ngài và chúng ta muốn tự xử, cho nên chúng ta phải bị cái ách của kẻ cai trị thế gian này, đứng đầu là Satan, nó trồng vào cổ, trong dòng dõi của loài người. Cho nên chúng ta mới chứng kiến cái điều đó. Bây giờ chúng ta không muốn chứng kiến cái điều đó nữa, và cá nhân chúng ta muốn được giải cứu, thì mình phải quay trở lại thờ phượng đấng tạo hóa, chứ không có tự xử gì được. Phải nhận sự tha thứ của Ngài vì tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Mà tại sao Ngài tha thứ cho chúng ta? Thứ nhất là tình yêu thương. Kinh Thánh cho biết là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin vào con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Cái người con mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là Chúa Giê-xu cách đây 2.000 năm đã chịu giết vì tội lỗi chúng ta. Và đến ngày thứ ba, Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Và 40 ngày sau,
Ngài đưa Chúa Giêsu về trời để hoàn tất cái bản án mà Ngài đã tuyên, hoàn tất ở mức độ là thi hành án lên chính người con thánh khiết không phạm tội của Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu là chiên con, là sinh tế của Đức Chúa Trời. Cái tiêu chuẩn mà mạng sống của Chúa Giêsu có thể tha thứ cho toàn bộ nhân loại là bởi vì Ngài không phạm dù một tội nhỏ nhất, thì mới đủ cái tiêu chuẩn thánh khiết trả giá thay để bảo lãnh cho chúng ta. Bây giờ cái món quà đã ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta mãi đi theo cái lý tưởng hư không, muốn tự xử, muốn tự tu, muốn tự giải thoát, chứ không chấp thuận luật đã ban ra trong toàn cõi vũ trụ này. Luật ra từ đấng tạo hóa, mà chúng ta không tôn trọng luật thì làm sao tội lỗi chúng ta được tha, làm sao chúng ta được ban cho sự sống đời đời được. Các anh chị thấy cái tiêu chuẩn của sự sống đời đời là chính là được chép ở trong câu Kinh Thánh tôi đang đội ở trên đầu cái nón, cái địa chỉ Kinh Thánh đây, John 17:3, tiếng Việt gọi là Giăng 17:3, hay sách của Công giáo dịch là Gioan 17:3. Thế các anh chị biết địa chỉ Kinh Thánh Gioan 17:3 là gì không? Hay Giăng 17:3 là gì không? Tôi xoay lưng lại cho các anh chị xem. Nội dung được in ngay phía sau cái lưng áo mà tôi mặc đây. Tôi đọc cho các anh chị nghe. Đó là sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng mà Cha đã sai đến. Đó là cái tiêu chuẩn để có sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta không chịu thừa nhận Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn loài, chúng ta bác bỏ đấng ban sự sống cho muôn loài, thì làm gì chúng ta có sự sống đời đời, làm gì chúng ta được giải cứu về mặt tâm linh. Khi cái thân thể sinh học này qua đi mà chúng ta vẫn từ chối cho tới cuối cùng, chúng ta vẫn muốn đi theo con đường riêng, thì chỉ có sự chết và đi vào sự hư mất mà thôi. Còn nếu bây giờ hơi thở trong lúc còn thở mà chúng ta dùng ý chí tự do để tiếp nhận cái món quà của đấng tạo hóa ban cho, tiếp nhận sự tha thứ đó, thì tội lỗi chúng ta được tha và chúng ta sống theo tiêu chuẩn của điều răn do Đức Chúa Trời ban cho, chứ không phải loài người tự nghĩ, tự sáng tác hay là tự xử. Phải là điều răn do chính đấng tạo hóa ban thì nó mới có tác dụng là giữ gìn chúng ta trong sự giải cứu đó. Cho nên không có tự xử, không có tự tu, không có tự đi con đường riêng nào để mà tự giải cứu mình hết. Đó là sự lừa dối nghiêm trọng. Và cuối cái con đường đó là sự chết và sự hư mất đời đời. Cho nên muốn được giải cứu thì chỉ có một con đường duy nhất là qua Chúa Giêsu. Tiếp nhận Chúa Giêsu là sinh tế chuộc tội cho chúng ta, để chúng ta được đến với đấng tạo hóa là Gia-vê Thiên Chúa. Ý của đấng tạo hóa và ý của con của Ngài đều muốn phước hạnh cho chúng ta, nhưng mà chúng ta từ chối. Cũng giống như anh thợ hớt tóc, ảnh nói rằng là ảnh sẵn sàng hớt tóc chứ, nhưng mà tại vì người ta không chịu đến với ổng, cái người vô gia cư đó không chịu đến với bác thợ hớt tóc, cho nên tóc anh ta vẫn dài, vẫn dơ giấy, vẫn rậm rạp. Chứ còn nếu anh ta muốn tới để được cắt tóc thì anh ta sẽ được cắt tóc, đơn giản như vậy thôi. Chứ làm gì mà lý luận rằng là không có Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn thực hữu. Ngài nhìn thấy lòng của chúng ta, Ngài nhìn thấy tư tưởng của chúng ta, Ngài biết hết. Con người thì có thể không nhìn thấy lòng của nhau, không biết được người ta suy nghĩ gì trong đầu, nhưng mà Gia-vê Thiên Chúa là Ngài nhìn thấu tâm can của chúng ta. Cho nên hãy ăn năn tội, trở lại với Gia-vê Thiên Chúa khi còn có cơ hội. Cơ hội ở đây được định nghĩa là khi chúng ta còn thở được là chúng ta còn cơ hội, mà khi hơi thở này qua đi là coi như hết cơ hội. Đây là cái thông điệp vô cùng quan trọng mà tôi mời gọi các anh chị suy ngẫm.